Đó, đây nè cô chú ơi, chay nè. Good morning. Trời ơi, bác coi gì mà bác vui dữ trời hả? Coi gì mà vui. Chay, say hi cho cô chú đi chay. Chay đi, can you say hi? Hi. Nhìn đâu ra qua, nhìn đâu ra qua. Hi. Hello. Vâng. Ngồi đó đi nha, mẹ đi lấy đồ ăn cho con ăn nha. Rồi nói gì nói đi. Nói đi. Every time we touch, I get this feeling. And every time we kiss, I swear I could fly. Chạy đi, say hi. Hi đi, say hi cô chú đi. Nước không? Chạy bây giờ là chuẩn bị cái gì đó? Ăn uống xong đi học nè cô chú ơi. Hôm nay là chị ăn cháo 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 rau củ với lại thịt gà. Chị đi học không? Đi học không? Học hả? Ở ngoài chơi đang làm gì á? Chơi đang bị gì á? Bất kỳ. Bất kỳ đâu? À nó kỳ nằm đó hả? Con nói trời mưa. Mưa. Ừ. Ngồi xuống nó nhìn ra thấy trời amu có mưa đâu mà trời amu nhìn giống mưa á, nó nói trời mưa. Cái gì vậy? Thôi kệ đi, để nó kệ đi, con bỏ cái áo vô cái thùng vô mẹ được không? Chay, lụm cái áo bỏ vô thùng vô mẹ đi, please. Chay. Lụm cái áo bỏ vô thùng vô mẹ coi. Lạnh phá nó kỳ miết rồi đó. Nói gì vậy? Be nice. Be nice. Nhẹ thôi. Chạy đi. Có chịu đời nổi không? Bà làm người ta nhăn nhó bà cười. Vậy cái đó gọi là cười lên nỗi đau. Đó 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 đó. Thấy chưa? Nhớ dính áo rồi. Ai mượn con? Ai mượn? Ừ, sắn tay áo lên. Ừ, đó, đúng rồi. Lên ghế ngồi lại lên.
Để đi ngồi, ngồi xuống. Kì đi. Mông mông mông. Khổ quá chưa. Ăn không? Ăn không? Thả miệng. Vừa chớp chay giỏi quá. Nước không? Nước không? Nước không? Uống nước thì mình nó uống nước thôi chứ mình đâu có cần phải mà ho được cái kiểu đó. Rồi hả miệng giùm mẹ cái đi. Nè, mu. Ê, đừng có lấy cái áo lau. Có khăn giấy mày để đây nè. Khăn giấy lau. Rồi, nó có bông tay. Cô chú thấy bông tay đẹp không? Cô chú thấy cái mặt chay muốn quýnh không? Not too close chị đi. Gần quá. Rồi lên. Đang xong đi học nè. Đi học không? Đây 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 đây. Lấy khăn giấy lau. Lấy khăn giấy lau. Thôi cô chú ơi, bây giờ chị mang giày vô đi học nha. Chị tự mang giày vô đi con. Đâu phải chân đó. Đâu phải chân đó, chân kia con. Chân kia. Chạy đi. Chân này nè. Chân này nè. Đúng rồi. Mang đi con. Con ngồi xuống mang đàng hoàng, ngồi xuống đi. Ngồi xuống đất đi, đừng ngồi ghế. Ngồi ghế khó mang lắm. Để coi nó thử. No. The other one. Chân này nè. Rồi. Đưa chiếc nữa. Đưa chiếc nữa. Tự mang vô. Tự mang vô đi con. Zipper lại đó. Ý là nó nói dài lại đó. Giỏi quá. Ngày mày giúp con nha. Bình thường hồi đó nó tự mang được đó. Bây giờ mới đang sâu xạo đó đó. Đứng lên đàng hoàng. Rồi, đi học chưa? Đi học. Chị nói đi cô chú. Chị đi học. Học. Nha. Nha. Cô chú. À chú. Ở nhà. Nha. Vui nha. Vui. Nha. Nha. Bye bye. Bye. See you. Bye bye. I love you. Nói đi I love you. Okay. À, đi học nha. Ừ. Gì móng tay gì thôi đi học móng tay gì gái lứa đi học sơn móng tay. Chị ơi bây giờ mình đi học nha. Rồi chiều nay mẹ đón con nha. Dạ đi con. Rồi cởi ra đi học. Ơi để mẹ xuống cởi ra nha. Để mẹ cởi ra cho đi học nha. Đúng rồi. Rồi chiều nay 5 giờ mẹ đón chay nha. Dạ đi con. Dạ đi. Đi học vui nha. Đi. Đúng rồi. Em mày mang về vô. Ngồi đi. Ủa phải chùi nước sơn cũ mới đưa nước sơn mới lên nè. Tại vì màu hồng mà. Ngồi xuống coi chay. Rồi yên. Cha bữa nay đi nghỉ học đi về sớm làm đẹp á. Đi làm beauty. Chay nói ngồi yên đi chay. Màu đó hả? Chay ngồi yên. Màu này màu gì? Màu gì đâu con nói mẹ nghe coi. Con nói pink. Nói cái tiếng gì vậy? Trời ơi con nhảy kìa, con khoái nhảy kìa. Hùng cái là mấy chục. Ôi trời ơi nữa không? Ôi cùi đã quá đi. Gì nữa? Nó tưởng tôi tính đưa cho nó cái chán hay là cái ấy gì đó. Đang chờ đợi ha, đang chờ đợi. Rồi xe tay ra. Rồi xe tay. Xe tay thấy chưa? Xe ra, xe ra. Đó, xe ra, xe ra. Đó. Chết, giờ này sao cái này nó? Gì em đặt qua hả? Không phải cái cọ bự vậy. Trời ơi, cọ bự dễ sơn cái gì vậy hả? Cô anh này giờ đang sốt ruột lắm rồi. Không, cô anh này giờ còn bà rút. Bà... Cô anh này giờ còn nguyên dây lên. Không, mà bà đi rửa tay. Em thì toàn... Bà rút rồi cô Rin. Kiếm một cái cá kiếm lửa không? Rút rồi cô Rin.
đẹp không, đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Wow. Một nước thôi nha. Nước thôi, nước trời. Ô, đây tay nó, tay nó nữa. Thôi, mở quạt lên. Con có tiền trả không? Còn ngón nữa nha, còn ngón nữa nha. Sơn thiếu một ngón cho người ta hả? Trời ơi, Sơn thiếu hả? Xin lỗi nha, xin lỗi nha. Trời ơi, bấm nghiêng đầu bấm nhìn kìa. Ừ. Chỉ thiếu ngón cái, cái đưa ngón cái lên nè. Lý. Mà làm xấu tay mà. Ai khoan. Để nhìn ra đó coi, coi coi làm đó. Trời ơi, được chưa? Chị khoe, chị khoe đi. Thank you. Thank you đi con. Thank you đi. Chung giá, chung giá. Không biết. Beautiful, beautiful. Trời, chị Hồng Sơn tay chay đẹp mà. Trời ơi, được thôi. Được. Giờ biết đi. Giờ biết đi chứ cái quạt phơi này. Ừ, hung hung nhưng mà kè, kè. Kè, kè. Thôi, chị cũng chạy phơi đó con. Nè. Chờ chút nha. Chê. Chê ơi. Ừ, để bên cái kính quạt phơi luôn đàng hoàng. Say thank you đi. Cô nói thank you. Thank you đi nè. Cô nói thank you gì không đi. Nhanh. Ừ, nói thank you đi. Nói thank you, say thank you. Thank you đó. Say thank you. Chạy đi. Không thèm say thank you rồi kìa. Nè, chạy chạy, say thank you. Sơn nữa không, Sơn nữa không? Sơn. Sơn rồi, con nói thank you. Nói đi. Vụ gì? Ẩm, ẩm. Ẩm chi đâu hả? Đi lấy nước Sơn nữa hả? Hả? Rồi, Sơn, Sơn cho mẹ đi con. Wow, Sơn hết 5 ngón nha. Quá luôn. Nó Sơn sẽ có hai ngón cái, hai ngón cái dễ Sơn thôi. Nó cầm tay trái anh ta. Đúng. Vô đây, chưa có. Mà đã chỉ ta cho ta chỉ lại nè, ngón này chưa có nè. Ngón cái bự dễ Sơn. Wow. Đúng luôn rồi, quá y bài luôn rồi. Ôi trời má ơi. Vũ, 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 giờ đưa cây vũ cho Vũ ơi. Nè. Sơn sao? Sơn đi. Con cầm tay này, cô Ly, con Sơn đi. Nhìn nè, vũ, vũ, về vũ nè. Vũ, vũ, về vũ đi. Đây, đây mẹ cầm cho. Cầm muốn sơn thôi, khoái sơn thôi, thôi. Ừ, thích sơn thôi. Yeah. Rồi, giống giống như chị Bảy rồi đó. Thích vậy đó. Ê, đừng có ép nha. Cười. Ê, nó lên giảm vậy, bỏ lên xuống nha. Đổi tay, đổi tay, sơn tay kia mỏi quá. Dịnh, dịnh. Trời ơi, người ta phải dịnh chứ. Biết rồi, bây giờ người ta figure ra rồi. Rồi bỏ xuống nè, kẹp 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 kẹp. Kẹp hắn. Kẹp hắn, kẹp hắn. Trời ơi, cái tay cầm cho nó. Ôi ôi, dịnh ngón đi mà sơn ngón kia. Nói ta làm lại kìa. Ơ trời 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 trời. Ôi trời, làm kiểu đó là tiền lè lắm. Sơn một cái cọ là sơn 5 ngón. Nói chứ tiền cho má nó lè. Lớn lớn lên không sợ đói rồi. Biết nghe là khỏi sợ đói. Yay, thank you. Giờ làm giống gì Ly rồi, để chân Ly. Ta chuyên nghiệp mà hả? Ta chuyên chuyên nghiệp mà. Chuyên nghiệp ngồi vậy đó. Ngồi vậy nó nói đó. Trời ơi. Thôi coi mẹ tình. Cái gì ngồi vô em? Ngọc. Nó không, nó bỏ cái chai nó sơn xuống rồi nó bị cái chân bị nó sơn. Giỏi quá. Hiện sao có cái màu đó sơn hoài vậy? Màu đó màu gì vậy? Chị đi, what color is that? Pink. No, it's not pink. It's clear. Yeah.
Rồi rồi, Sơn biết Sơn vậy biết chừng nào mới khô chay? Hả? Sơn vậy biết chừng nào mới khô đây? Trời ơi, bây giờ bà cởi dài bà ra để bà tự sơn cho bà nè, tin không? Tin không? Rồi đó, chân sơn mẹ xong rồi đó, chán rồi đó. Chán chưa? Dạ, chơi tự sơn cho chơi hả? Ừ. Có hai ngón cái là đầy nước sơn. Trời đó. Ơi, hai ngón nó bự nhất mà phải cho đầy chút sơn chứ. Chị Hồng chị hy sinh chai tóc cốt. Chị má nó kêu má nó bị phiêu. Trời ơi trời. Yeah. Yeah. Biết chổng chai nước sơn xuống để lấy nước sơn nè. Chổng xuống để lấy nước sơn á. Có tâm dễ sợ luôn á, chai có tâm. Tự nhiên nhà nó không phải giống mình làm nít một khóc vậy đó. Gọi 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 phải bỏ xuống, phải bỏ xuống cho anh ta đó, phải xe à, lấy nước sơn đó. Quá luôn rồi chị ơi, thôi bậy bậy không đó là bậy rồi. Dịnh chưa, dịnh dịnh ngón chân chưa, có dịnh ngón chân chưa hả? Rồi, sẽ ngay từ nhiên. Trên móng chứ không trên da đâu nha. Ừ.